Chào các anh em yêu nói dân tộc nha. Hôm nay chủ nhật mình sẽ giới thiệu cho anh em một cây cực kỳ đặc biệt, cây trên cùng kia. Anh em nhìn thấy cái màu gỗ là biết là hàng thừa rồi. Rồi nha anh em ơi, chờ mình lấy em nó xuống đã. Mình ra ngoài sáng cho anh em xem cho kỹ nha. Đây, đây chính là em nó đây. Đôi cánh quá đặc biệt. Cánh này kéo dây chỉ nhúc nhích một tí nữa, chắc được tầm 5 phân thôi anh em ạ, một tay. Lần này mình yếu không kéo nổi, cần người lực lưỡng kéo được cái dây này. Cái này từng đi bắn rất nhiều này anh em này, cái vết xước đây là để xuống tiếp xúc với mặt đất này. Có em cái này có vết nứt nào không? Chắc không có. Cái này cái bắn xong mình ở đây gác bếp. Cảnh quá đẹp luôn. Cái này nặng hơn 2 cân nha anh em nha. Cái này chính thức nó là 2 cân mốt rồi đấy. Đầu cánh bọc đồng. Dây này không phải là dây bình thường đâu. Dây này là dây ga anh, mà lõi nó bằng cái dây phanh của xe đạp ấy. Dây thường không kéo nổi, đứt ngay. Nói chung cái người rất khỏe để bắn được cái cây nỏ này. Chắc là rất ít người kéo được cây này. Cây này bắn khủng khiếp lắm. Trước mình test thử bắn quá mạnh. Nói chung là rất là đáng sợ cho những người mới sử dụng cái này. Cái người bắn lâu và bắn thành thục rồi thì đi bắn nổi cây này. Này chính là nó đây, lên màu rất đẹp luôn nhé. Xin chào anh em nhé, anh em nào có nhu cầu tư vấn về nỏ dân tộc thì liên hệ mình theo số điện thoại 0907 682 888. Anh em yêu quý kênh thì cho mình xin một lượt like và một lượt chia sẻ nhé.